Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã tổ chức gặp mặt cán bộ công tác quần chúng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quần chúng của nhà trường năm 2023. Nổi bật là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nhà trường đã có các hoạt động thiết thực như đã trao quà mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội, trao nhà đại đoàn kết và tổ chức về nguồn tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo xã Hiệp Hòa, huyện Tân Biên, Tây Ninh. Cũng tại buổi gặp, các đại biểu đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng. Thông qua đó, động viên khích lệ và xây dựng tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quần chúng năm 2024. Dịp này, nhà trường đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hội thi, hội thao trong công tác quần chúng của nhà trường trong năm 2023.